Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể chống rung cho cái video hoặc là làm mịn da ở trên cái phần mềm CapCut nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn chi tiết trên phần mềm CapCut. Rồi, các bạn vào phần mềm CapCut dự án mới nè, chọn vào cái video các bạn vừa quay. Thì để làm mịn da thì các bạn nên chọn những cái video nào mà quay có khuôn mặt đó nha. Đây, sau khi các bạn chọn vào video nè, kéo sang bên phải, chọn vào cái phần thẩm mỹ nè. Ở đây mới cập nhật thêm là cơ thể và chỉnh hình, có nghĩa là các bạn có thể làm thâu dáng này kia đó. Thì ở đây mình hướng dẫn cho các bạn cái làm mịn da, các bạn chọn vào khuôn mặt. Đây, khuôn mặt ở đây có làm mịn, hình dáng mắt to, mũi nhỏ, răng trắng các kiểu nè. Ở đây mình chọn răng trắng nè, mình kéo ra. Thì các bạn lưu ý là đừng làm quá lố nha. Đây, như trắng da nè, quá lố, đừng làm quá lố nha. Đó, thì mũi thì mình không cần. Ví dụ như mình làm mịn da. Ồ, các bạn thấy mịn không? Rất là mịn luôn nha. Ok, và khi các bạn quay video mà nếu video của bạn nó rung quá thì các bạn cũng chọn vào video và kéo sang. Các bạn chọn cho mình vào cái phần là ổn định hình ảnh nè. Sau đó các bạn chọn vào cái phần là ổn định nhất. Rồi, video nó đang chạy. Như vậy nó sẽ ổn định cho các bạn được cái hình ảnh video và cái độ rung nó tốt hơn. Thì ở đây nó chống rung nhưng mà nó sẽ không chống rung tuyệt đối nha các bạn. Nó chống rung ở mức độ vừa phải thôi. Thì ok, bây giờ mình sẽ xem cái thành quả sau khi mình làm như thế nào nha. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Video như các bạn thấy thì rang rất là trắng, mặt rất là mịn nha. Chống rung cho cái video. Cảm ơn các bạn đã xem video của Hồng Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại.